Bây giờ là số 2. Chơi hết tốc. 2/3 thôi. Khách hàng yêu cầu làm ở cái chỗ cỏ dày này. Để các bạn xem luôn, chỗ cỏ dày này rất nhẹ nhàng. Chơi thứ hai, các bạn có làm quen rồi thì ta chơi thứ hai nó rất là dễ. Và mình mới đầu cái này chúng tôi đã lần đầu tăng ra lên thứ hai, quen rồi. Và khi đã quen rồi ta làm thứ hai. Nhiều khi